chương không một thanh sư thôn thiên thư, hoàng hôn hiện chùa quỷ. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngói xanh tường trắng tiểu hộ nhân gia bên trong, một vị hành giả trang phục đầu trọc tráng hán đang đầu đầy mồ hôi uống vào một bát nóng hôi hổi tô mì. Tráng hán tên là Dư Lộc, chính là Hà Tiên Trấn Dư Gia Nhị Lan, càng là bên trong phương viên mười dặm nổi danh tục gia võ tăng, trên có thể cầm điên heo, phía dưới có thể đánh chết hung đồ. Cái gặp hắn thân cao tám thước có thừa, cao lớn vạm vỡ, đầu trọc mà không trần, bắp thịt cả người căng cứng như sư hổ, lộ ra một cổ cường tráng hung hãn khí tức. Thế này sao lại là 18 tuổi thiếu niên lan bộ dạng, người ta thiếu niên lan đầu vai bốc lên chính là oanh bay cỏ mọc cùng dương liễu quyến luyến, dư lộc lại là cái ngoặt cung bắn đại điêu, nhổ lên thùy dương liễu ngốc hàng. Quả thực là liên tiếp uống bốn chén mì nước, dư lộc mới hài lòng đứng dậy, một tay cầm lên nặng 78 cân lăn lộn sắc thiền trượng, sau đó hướng phía nhà bếp bên trong bận rộn lý tú nga hô theo nga tẩu tẩu ta đi trong chùa luyện quyền đi ngươi ở nhà nhớ kỹ phải đóng gấp cửa sổ hôm nay làm sao đi như vậy sớm nhị lan ngày xưa đều là buổi trưa mới đi lý tú nga nghe vậy vội vàng lau tay cởi ra tạp về đỡ môn mà ra nhìn xem sắp rời đi dương nhị lan mặc lộ vẻ không bỏ cùng có chút khẩn trương hiện tại cái này thế đạo cũng không thái bình không nói yêu ma hoành hành ăn thịt người liền liền kẻ xấu cũng dám ban ngày nhập thất cướp bóc không có nam nhân ở nhà luôn luôn nhường nàng cảm thấy kinh hồn tán đảm trước hai ngày liền có một cái kẻ xấu lật tự mình tường thấp nếu không phải dư lộc trùng hợp sớm trở về hai ba quyền đem đánh thành một đám thịt nát lý tú nga không dám tưởng tượng sẽ phát sinh thứ gì không có biện pháp sư phụ muốn ta sớm đi đi không thể không như thế dư lộc cười khổ nói nghĩ tới kia chỗ quỷ dị liên hoa tự hắn liền không nhìn được sinh lòng hàng ý chỉ có thể như thế cái này trong bao quần áo giả bộ đều là bánh hấp người đói bụng nhớ kỹ phải dùng nước sôi năm mềm nhũn lại ăn không phải vậy quá làm quá cứng dạ dày có thể chịu không được lý tú nga nghe vậy chỉ có thể đem lương khô đưa cho dư lộc cùng dư lộc đứng chung một chỗ nhỏ giọng dặn dò một bộ tiểu gia bích ngọc động lòng người bộ dáng ta biết rõ dư lộc nghe vậy trong lòng ấm áp vội vàng đáp còn có ngươi lên núi muốn xem chừng, gần nhất huyện trên cũng không thái bình, có gia đình bảy thanh người đều bị moi tim lột da, tất cả mọi người nói là có yêu ma theo trường phong huyện thành lặng xuống hà tiên trấn quấy phá. Trên núi cánh rừng rậm rạp, dễ dàng giấu bẩn đồ vật, người khác tham chép mau tiểu đạo, nhớ kỹ đi rộng rãi đường lát đá. Ta hiểu được nặng nhẹ. Dư lộc cười cười, tiếp lấy giống như là nhớ ra cái gì đó nhíu mày, do dự một hồi vẫn là hỏi. Tẩu tẩu, nghe nói trường phong huyện thành đã bị các yêu ma đồ, toàn thành bách tính không ai sống sót, là thật sao? Lý Tú Nga nghe sắc mặt trắng nhợt, gật đầu, hẳn là thật, ngày đó ta đang nấu cơm, nghe được một cổ chưa bao giờ nghe mùi thịt, hương vị kia toàn bộ Hà Tiên Trấn đều có thể nghe được, nghe. Nghe mọi người nói, là kia chiếm xuống trường phong huyện thành yêu ma tại mở vạn người nấu, quẹ, nói đến phần sau, Lý Tú Nga đã cố nén không được, xoay người nôn khang không thôi dư lộc vội vàng đỡ nàng đợi hắn chậm lại mới buông tay không cần lo lắng quá mức hà tiên trấn cùng trường phong huyền thế nhưng là cách tòa bạch vân sơn những cái kia yêu ma hẳn là sẽ không bỏ gần tìm xa lại nói dù cho đánh tới nhóm chúng ta hà tiên trấn tới gần ung châu châu phủ mà lại trường phong huyền thế nhưng là toàn bộ ung châu cũng ít có đất lành châu phủ tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bỏ mặt nói không chừng trong phủ tiếp viện đã âm thầm đã tới chuẩn bị đánh yêu ma nhất trở tay không kịp lặt, chỉ là nhóm chúng ta còn không biết rõ thôi. Cảm nhận được kia đỡ tại bên hông mình bàn tay lớn, Lý Tú Nga gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, vội vàng nói. Nhị Lan ngươi nhanh lên núi đi, không phải vậy đi trễ trong miếu nên phạt ngươi. Dư lộc sau khi đi, Lý Tú Nga đóng chặt cửa sổ, cật lực mang theo mang củi đao hướng gian phòng đi đến. Dư lộc một mình một người đi tại trên sơn đạo, trên đỉnh đầu dày mật tán cây liền cùng một chỗ đem bầu trời che cái cực kỳ chặt chẽ, một tia ánh nắng cũng không chiếu vào được. Ly kỳ hơn chính là không có nửa tiếng chim gọi cùng thú minh, toàn bộ núi rừng cũng lộ ra trăm mát quỷ dị khí tức, dư lộc chính là duy nhất vật sống, mà dưới chân mọc đầy rêu xanh đường lát đá giống như là ngay tại thông hướng vô số lệ quỷ nhảy cẩn hoang hô u minh địa ngục. Rất nhanh dư lộc liền đạt tới một chỗ tiền triều phế tích. Sụt ngược lại cổ tường, không đầu Phật tượng, ảm đạm ngói lưu ly mảnh vỡ bay khắp nơi đều là, lọc vào trong tầm mắt đều là tường đổ. Nhưng cẩn thận quan sát vẫn là có thể nhìn ra người vì thanh lý qua vết tích, tại cao nhất đóng đá vùng trên bầy biển một khối tự mảnh vỡ ghép thành bản hiệu, trên đó viết. Liên hoa tự U lâm tàn phá trong chùa cổ, dư lộc tự mình tại phế tích bên cạnh luyện lên quyền đến, một chiêu một thức hung lệ không gì sánh được như thanh sư đánh giết, lộ ra một loại không đem con mồi xé thành mảnh nhỏ thề không bỏ qua chơi liều mà quyền này lực đạo dư lộc sớm đã tại kẻ xấu trên thân thử qua, bình thường huyết nhục chi khu sát bên chính là chia năm sẽ bảy hạ tràng. Ung ục ục. Tảng đá nhấp nhô thanh âm đột ngột truyền đến, tại âm trầm núi rừng bên trong quanh quẩn, dư lộc trong nháy mắt nắm tay thả người, như lâm đại địch. Thấy rõ về sau, dư lộc mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là một tôn tàn phá Phật đầu bị gió thổi động, đang hướng hắn nơi này lăn tới. Khi Phật đầu hai mắt trừng trừng nhìn qua dư lộc, giống như là tại quan sát tỉ mỉ, để cho người ta cảm thấy có chút trùng mình. Dư lộc trong lòng cảm giác không thoải mái, thế là đem Phật đầu đem đến đống đá đằng sau, luyện tiếp quyền đã nấu gân cốt. Luyện qua quyền, một nhóm tin tức xuất hiện tại trước mắt của hắn. Dư lộc võ đạo cảnh giới, để bác cảnh đoán thể tiên đạo tu vi, không công pháp. Thanh sư thôn thiên thư, tàn sách, tiểu thành, tấn cấp đại thành điều kiện. Thanh sư tiên một cái, thanh sư trảo một đôi, sư tâm rượu thuốc 10 đàn, thịt thỏ 300 cân, tại trấn trạch thạch sư trong bụng vượt qua ba cái trăng tròn nửa đêm. Công pháp hiệu quả. Sư tử hống, trả thù, trong bụng càng khôn. Sư tử hống. Cổ họng của ngươi cấu tạo đã khác hẳn với thường nhân, toàn lực gào thét có thể đem chung quanh địch nhân chấn nhiếp, mê muội. Trả thù. Bị thương tổn về sau, ngươi một kích sau tổn thương tăng lên năm thành. Trong bụng càng khôn trải qua thanh sư thôn thiên thư cải tạo, ngươi trong bụng có khác càng khôn, có thể tồn trữ tam phương không gian. Đây chính là dư lộc kim thủ chỉ, chỉ cần thỏa mãn một chút điều kiện đặc biệt liền có thể để cho mình công pháp trong nháy mắt tăng lên, hoàn toàn không cần giống thường nhân như thế đi khổ tu, hơn không cần đối mặt dị hóa đọa lạc phong hiểm. Phương thế giới này tu tiên cũng không phải chủ trương thanh tĩnh vô vi, hít gió uống lộ kia một bộ, tương phản, tại trong quá trình tu hành tràn đầy không thể dự báo nguy hiểm nhất là dựa vào tu hành bản mệnh kinh đến tăng tiến tu vi cảnh giới lúc không chỉ có lấy dị hóa đọa lạc phong hiểm còn có thể bất cứ lúc nào bị một ít không thể diễn tả tồn tại để mắc tới mà pháp thuật cùng võ học là bởi vì là phụ thuộc vào bản mệnh kinh tiến hành tu hành cũng không có nhiều như vậy lo lắng chỉ cần không tu hành cùng tự thân bản mệnh kinh xung đột pháp thuật võ học trên cơ bản không có dị hóa đọa lạc phong hiểm thanh sư thôn thiên thư đại thành điều kiện cần dùng đến trấn trạch thạch sư người đều nói thạch sư có thể trừ tà tru ma, hy vọng đến chính thời điểm có thể thu được trừ tà tru tà các loại năng lực. Dư lộc từ lẩm bẩm nói, hắn hiện tại một thân vũ lực tại Hà Tiên Trấn đã không yếu, thế nhưng chỉ là mang lực mà thôi, còn thuộc về phạm nhân phạm trù, tại đối mặt những cái kia quái lực loạn thần, yêu ma quỷ quái lúc không có lực phản kháng chút nào. Hoàng hôn ngã về Tây, chạng vạn tối đến, cánh rừng bầu không khí càng phát ra quỷ dị âm trầm cùng với tinh tế rì rào tiếng vang, đang nhìn không đến trong bóng tối tựa hồ có sơn quỷ tinh mị bò. Dư lộc chỉ cảm thấy trong rừng cây khe hở bên trong phản phất có vô số ánh mắt ngay tại nhìn xem hắn. Lý Tú Nga vẫn cho là dư lộc luyện võ chùa miếu là nằm sư trên núi bảo tướng tự, dư lộc cũng chưa từng chủ động giải thích, mỗi lần đều là mơ hồ đi qua. Chỉ có hắn biết rõ, tự mình mỗi ngày tới là một chỗ chỉ có tại chạng vạn tối mới xuất hiện hoa sen chùa quỷ. Cái này chùa quỷ bên trong quần ma loạn vũ, nhưng cũng bị phong ấn ở từng gian nho nhỏ trong thiện phòng, không thể họa loạn nhân gian. Cái này cũng cho dư lộc mang đến mạnh lên cơ hội, hắn bị trong chùa một vị cường đại nuôi long tiên tăng thu làm đồ đề, dạy hắn tu hành đến giúp đỡ trừ bỏ trong chùa yêu ma quái dị. Tiên tăng cáo tri, chỉ cần tại mặt trời triệt để rơi xuống trước đó ly khai chùa miếu, liền sẽ không phát sinh nguy hiểm, dư lộc thế là quyết định bái làm sư, mỗi ngày đến đây tu hành. Bất quá làm cho Dư Lộc nghi ngờ là, tự mình sư phó luôn là một bộ tuấn tú tiểu sa di bộ dáng, ngoài ra cũng không dạy hắn Phật lý, không muốn hắn tụng Phật kinh, làm bài tập buổi sớm các loại đứng đắn hòa thượng chuyện nên làm hết thảy không làm, cho nên cho tới bây giờ Dư Lộc dù là liền đơn giản nhất một bộ Phật kinh cũng không rõ nó ý, Dư Lộc quay người, lúc đầu chủ miếu phế tích vậy mà lắc mình biến hóa, thành một chỗ hương hỏa cường thịnh, vàng song lộng lẫy thiền chùa, trong chùa truyền. Ra ngàn vạn phản âm, du dương tiếng chuông, làm cho người tâm bình khí hòa. Loãng xoảng. Chùa miếu cửa lớn thâm trầm mở ra, trên cửa đồng đầu thú nằm vòng đương đương rung động, phía sau cửa lại trống không một người. Dư lộc không kinh ngạc chút nào, nhìn xem đỉnh đầu mới tin bản hiệu, trên viết, liên hoa tự, hắn mở cửa, xe nhẹ đường quen đi vào. Dư lộc vào cửa về sau, cửa chùa lại loãng xoảng khép kín. Nghe được tiếng đóng cửa, kia Phật bài lại ung ục ục theo đống đá đằng sau lăn tới, giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú vào liên hoa tự bản hiệu. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.